Thưa quý vị, sau đây là phần quan trọng nhất trong buổi lễ ngày hôm nay, đó là phần trao bằng tốt nghiệp. Xin kính mời Thạc sĩ Nhữ Khải Hoàn, quyền trưởng khoa Điện tử lên bậc danh dự để phát bằng tốt nghiệp. Xin kính mời Tiến sĩ Nguyễn Văn Hân, phó trưởng khoa Điện tử lên trao quà lưu niệm của nhà trường cho các tân kỹ sư, tân cử nhân. Phần trao bằng tốt nghiệp của khoa điện tử bậc đại học, xin mời tân kỹ sư Nguyễn Quang Cảnh, 56, điện tử. Xin mời Nguyễn Quang Cảnh. Xin mời Lê Đức Cường. Xin mời Nguyễn Tấn Cường. Mời Lê Thành Cường. Xin mời Võ Thành Đạt. Xin mời Nguyễn Thành Đạt. Xin mời Trần Mậu Dương. Xin mời Trần Quang Hiếu. Xin mời Phùng Đức Hòa. Xin mời Nguyễn Văn Hùng. Xin mời Nguyễn Đoàn Minh Huy. Xin mời Nguyễn Văn Khánh. Xin mời Hồ Duy Linh. Xin mời Võ Bá Lộc. Xin mời Nguyễn Đường Luân. Xin mời Nguyễn Công Lượng. Xin mời Trần Anh Nghĩa. Xin mời Hồ Văn Nguyên. Xin mời Nguyễn Trọng Nhân. Xin mời Nguyễn Trần Quốc Nhu. Xin mời Hoàng Tấn Phát. Xin mời Đỗ Thị Phúc. Xin mời Nguyễn Xuân Quân. Xin mời Nguyễn Thanh Sang. Xin mời Nguyễn Đình Sơn. Xin mời Lê Thanh Tâm. Xin mời Nguyễn Minh Tân. Xin mời Phạm Đỗ Tào. Xin mời Đặng Triều Thần. Xin mời Cao Văn Thắng.
mời Phạm Hữu Thảo. Xin mời Võ Minh Thiện. Xin mời Trầm Lợi Thuận. Xin mời Nguyễn Văn Tiền. Xin mời Nguyễn Hữu Tiến. Xin mời Nguyễn Trường Tin. Xin mời Thái Quang Trung Tín. Xin mời Triệu Văn Tồn. Xin mời Nguyễn Văn Chí. Xin mời Thái Trọng. Xin mời Phạm Ngọc Trung. Xin mời Hà Minh Tú. Xin mời Đoàn Minh Tuấn. Xin mời Trần Sĩ Tuấn. Xin mời Nguyễn Phi Tuấn. Xin mời Đỗ Thanh Tùng. Xin mời Hồ Văn Tý. Xin mời Nguyễn Tấn Văn. Xin mời Nguyễn Quốc Việt. Xin mời Trần Hữu Quốc. Xin mời Huỳnh Duy Ghen. Xin trân trọng cảm ơn Thạc sĩ Dư Khải Hoàn, quyền trưởng khoa điện điện tử, tiến sĩ Nguyễn Văn Hân, phó trưởng khoa điện điện tử. Tiếp theo chương trình. Trying to forget you, I'm all alone in a ghost town. There's a beautiful madness inside my soul and I can't stop thinking of you. Walking on a lonely avenue. Are you, are you, are you?
Make it last forever. Stop in time.